đang ở gần vòng xoay Phú Lâm nhưng mà con đường số 7 nha, đường số 7 ghé quán cà phê có cây sala to to nè, cây sala to to rất là đẹp nha, uống cà phê, uống cà phê với mọi người, bé Long và bé Ly nha. Bé Ly ngồi đây còn bé Long đi mua pizza chai ăn rồi. Bé Long đi mua pizza chai ăn rồi nha. Hoàng thì có ly cà phê sữa đá, một ly cà phê sữa đá buổi tối thì dễ ngủ nha mọi người. Dễ không à? Uống một ly cà phê sữa đá buổi tối cho dễ ngủ nha. Đó, anh Long vừa vô quán là có người quen, gặp người quen liền nha bà con. Ủa Ly ngồi đâu rồi ta? Thấp quá không thấy. Bữa nào tâm sự nó lên. Về ôm lại kỷ niệm đi nha, ôm lại kỷ niệm phở mới gặp như thế nào, tiếng sét ái tình nào đã gieo duyên lên. Bánh pizza chai nha mọi người. Bánh pizza chai. Cái này nè, tên này nó bị lấy gì ạ? À? Lấy gì ạ? À? Nó đồ mình múc ra mình ăn dễ hả? Có cái gì cho anh đựng á? Từng chén hay từng dĩa hay từng tô? Dĩa chén. Chén luôn. Hai ba cái. Ba cái chén, ba cái đũa. Một tô từng từng. Cái này ngon nè con. Cái này chỉ là chi thôi. Đậu gai ăn giống như nấm. Giống như nấm đúc lò nha. Nấm lò là có gì đó. Thì nó giống vậy mà. Đi cho vui. Ăn đi. Không mà. Thì cô ăn đi, cô ăn đi. Dạ, mai chùa mình lấy gì? Không có gì. Dạ, mà mình sẽ lấy gì?
mà tại vì con đi hát vòng vòng miền Tây á. Dạ. Cho nên là giờ là con gọi điện thoại, con hỏi thăm thằng, nếu mà con gọi bộ 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 mày đó là mình vui rồi. Mày ơi, mày mày không có dịp thì không về. Nha. Dạ. Nhưng mà là ngày 6 tháng 6 con sẽ về lại Mỹ. Dạ. Con lớn có sức khỏe. Thôi thầy giữ cho con mẹ. Có gì về sư phụ bệnh thì có gì đó gặp sư phụ mới Hoàng Lâm có gọi điện thoại ở thăm sư phụ nha. Lần cuối tháng 8, tháng 9 tây con sẽ về lại. Dạ, con về còn tháng 2, tháng 3. Dạ, 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 dạ. Dạ, 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 rồi, bán thầy. Trời đẹp rồi mọi người ơi mà không có hát. Tí nữa xuống Bình Chánh hát. Xong thì tối dễ ngủ nha mọi người ơi.
món gì vậy Ly? Mì hả? Mì hả ngoại? Mì ý. Mì hả? Dạ con dạ. Có. Thử miếng đi. Nhiều lắm không hết. No à? Có đâu. Thấy Ly ăn được, nên hỏi. Cấp món bê bánh pizza luôn nè. Bê món mì ý. Hai món chay nha. Thì Hoàng xin kết thúc clip ở đây nha bà con. Hẹn bà con tiếp tục ở clip khác nha. Chúc bà con một buổi tối cuối tuần vui khỏe nha bà con ơi. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Thank you.